chúng ta có thêm cơ hội với nhau, trò chuyện với nhau. Hãy đến đây, hãy đến ở bên cạnh em trong những mùa đông giá rét. Em nhé, anh thích em rất nhiều. Ký tên Phong Cận. Anh là Phong Cận nghe con. Không phải đâu. Đừng đi hết rồi. Ai trời, mới sáng có tí xíu, chắc mình đi ngủ tiếp ơi. Trời ơi, làm tưởng là 7 giờ chứ. Ủa mà trời sáng chân rồi, giờ 7 giờ luôn chứ còn gì nữa. Ôi, mình còn tiết học ở trên trường, mình giờ mình đi trễ một cái là bị đuổi học chắc luôn á. Trời ơi, hoàng từ từ, không biết là ba với mẹ mình có ở nhà không ta, để mình xuống mình coi coi. Ồ may quá, hình như là ba mẹ mình đi làm hết rồi. Ồ may quá. Trời ơi, may thiệt chứ, mà gặp mà ba mẹ mình còn ở nhà là thế nào cũng chửi mình cho mình coi. À, bây giờ mình phải đi học mới được chứ, chết. Để xem coi. Bây giờ mình sẽ đem theo. Ủa, tự nhiên chuẩn bị theo khói cỏ làm gì à? Oh no. Rồi bây giờ mình sẽ mang theo bình nước này, tí nữa mình lên trên trường mình lấy nước mình uống. Rồi mang theo cả giấy viết nữa để đi học. Ok, bây giờ mình phải đi học mới được. Hay. Kệ đi. Đi trễ cái này lần mới có lần thứ 99 chứ nhiêu. Trời ơi, chưa chẳng 100 mà. Thôi đi học. Khoan nào. Nếu mà bây giờ mình đi ở cái cổng chính thế nào, ông bảo vệ ông cũng sẽ bắt mình cho mình coi. Tại vì lần nào đi cũng vậy hết, mình gặp ông bảo vệ hoài, ông biết thế nào mình cũng đi học trễ, cho nên lần nào ông cũng đứng ở đó ông canh hết. Thôi bây giờ mình sẽ làm cách nào đi, hay là bây giờ mình leo rào mình vào đi ha. Ok, để mình đặt mấy cái khối cỏ này nè. Giờ mình đặt, mình leo rào vào. Ơi ok, hay à, vào rồi. Ê, con nhóc kia. Ủa, đứng lại đó. Dạ, con đứng lại nè. Dạ, ai vậy? Con nghĩ người chưa có thể trốn tay được cái tên này hả? Ủa, bác là ai? Sao tự nhiên bác biết con leo rào vào vậy? Bác cái đầu mày, bạn mày nè, đằng sau nè. Trời ơi, Huy mày điên à. Trời ơi, tao cứ tưởng ông bảo vệ không, tao tưởng tao bị bắt rồi chứ. Leo rào vào mà cũng bị bắt. Ủa, mà sao tự nhiên giờ này mày còn ở đây nữa? Ủa bộ, tao đi trễ đến nỗi mà ra chơi luôn hả? Tính là tao cũng đi trễ, tao cũng leo rào để mày á. Trời ơi, còn vậy còn đứng đây nữa, đi vô lớp đi, nhanh. Im. Mà thấy hôm nay hơi lạ nha, trường hôm nay kiểu hơi trống vắng. Kệ đi, nhưng mà mày im lặng giùm tao cái, mày nhoi quá, gặp mấy ông thầy chết á. Thì từ từ, cái này nhà vệ sinh mày ơi. Ê, thầy tao mày thử vô nhà vệ sinh nữ núp đi tí nữa mình ra chơi. Lớp học này vắng vậy? Hai trừ hai trừ cho một ngày là chủ nhật. Ê, tính ra hôm nay chủ nhật á. Trời ơi, hôm nay chủ nhật đi học gì? Oh my god. Trời ơi, tao mày bị đẻn ký rồi. Dạ. Trời ơi, mệt ghê. Thôi giờ mình đi cổng chính nó đi. Đi đây chứ. Ok, đi. Ê, trời ơi, làm mất công đi lên quá. Trời ơi, tôi á, cái nhà tôi gần ở đây thôi mà tôi còn khó chịu. Nhà ông mấy cây số luôn, chắc ông đi bộ mỏi chân luôn trời. Thôi vậy mệt ghê. Ghê luôn á trời. Ơi, mình đi chơi net thôi Huy, mình đi chơi net không? Đi chơi net 4K nha. Hello. Ông đi đâu giờ này vậy? À tụi tôi đi bắt bướm hay hoa. Nói chung là tụi tôi chuẩn bị đi về bắt bướm hay hoa xong đi về làm mấy cái nghiên cứu gì á. Hôm nay chủ nhật sao tự nhiên hai ông mặc đồ học sinh vậy? Có đâu, cái này là mặc đồ vậy là cho nó nghiêm trang. Trời ơi, phải tôn trọng cái trường, mình đi vô trường mà đúng không? Mình là học sinh có học mà đúng không? Chứ không phải hai ông đi lộ ngày hả? Hai ông tưởng là ngày đi học đúng không? Đâu có đâu. Ủa mà Timmy hôm nay bà vô đây làm gì vậy? Hôm nay tôi có lịch trực nhật của tôi nè. Hôm nay tôi phải vô lớp với trực nhật ở đằng mai bắt đầu tuần rồi. Thật tự nhiên mấy ông đi vô trường học cũng mất cười quá. Đến chung bây giờ mà trực nhật, mà vô bài trực nhật cái tôi với Huy đi chơi net đây. Bye bye. Bye bye. Vậy thôi, tôi trực nhật. Bye. Chào bạn nha. Bye. Ok. Làm gì nhìn nhỏ đó hoài vậy? Ủa ai vậy Huy? Học sinh mới chuyển đến trường này á mà. Ôi xinh vậy. Học sinh mới hả? Không biết rồi, có người yêu chưa ha? Tôi nghĩ là chưa đâu, nhìn mà kiểu bị trực nhật mà không có ai trực giùm là hiểu rồi. Đúng rồi.
ơi hơi 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 nhưng mà nhìn cũng xinh đó, nhưng mà giờ tôi ới quá nè. Hay là đúng rồi, ông có cách nào để cô gái không? Ông chỉ tôi với. Nhìn ông đẹp trai quá nè, đeo kính đen đồ, nhìn chi thức, còn tôi nhìn y như hàng mọt sách vậy đó. Ông có đẹp như là ông có cách nào để cô gái không? Chỉ tôi với. Ê đừng nói tôi là ông thích bà, ông thích cái con nhỏ đó nha. À thì cũng có chút, nhưng mà ông chỉ tôi được không? Hay thôi, tụi trẻ mà. Thôi, tôi có cách để về nhà tôi có bí quyết cho. Ok, đi. Ồ trời, đi vô. Đi vô lại ông ơi. Ông đi, ông đi ngoài đường xe tung chết giờ, đi. Quên, lộn. Ờ bây giờ mình làm sao Huy, bây giờ làm cách nào để cô gái chỉ tao đi. Trời ơi, cách cô gái hả? À? Đây, tao có cách nè, mày nhớ những cái phim tình cảm mà kiểu giúp đỡ người nghèo không? Biết. Thôi đó, thì tao bây giờ là sẽ trong vai người nghèo, và mày sẽ là người đưa tao quà. À lộn, ê là đưa tiền kiểu giúp đỡ người nghèo. Đó, không, nhưng mà mày đừng đưa liền, mày phải đợi Timmy đi ngang qua mà mày đưa, xong rồi mày nói những cái câu thật là cảm động, hiểu không? Đó, là lúc đó là chắc chắn Timmy sẽ thích mày luôn. Hay, trời ơi. Lâu mới thấy Huy ra có ý kiến hay nha. Ủa nhưng mà bây giờ nhà mày có bộ đồ nào nhìn nó nghèo không? À đây tao có trà, nhà tao giàu mà trà, đồ okay, này okay, mày xuống mày thay đồ đi, mày xuống mày thay đồ, tao đứng đây tao rồi. Ơ lộn, tao đứng trên đây tao chờ. Tao đứng đây tao chờ, quên nhầm. Nhìn là sai đó. Thay mày thay đi, Ơi lâu vậy ta, Nguy nè làm thay đồ lâu vậy, nhanh mày ơi. Trời ơi. Thay có bộ đồ nhà nghèo thôi. Nghe mà đi xíu ơi. Ơi mệt nè. Ủa dạ con chào bác. Ủa bác kiếm ai bác? Hãy tính là tao nè, Huy nè. Ủa gì mày hóa chén ghê vậy? Oh my god. Tao nói rồi, bảo ảo là cần phải có thời gian để make up rồi chuyển hóa thành từ một người giàu thành một người nghèo lên. Trời ơi, mày gắn râu, gắn đồ, nhìn y thật luôn trời. Rồi cái áo mày xé ra, mày làm thành cái váy luôn hả, ghê vậy. Ok, thôi, đi mày ơi. Thì hình như là Timmy đang trực nhật ở trên trường á, mình cứ đợi cho khi nào Timmy trực nhật xong, Timmy về á, tao mày bắt đầu diễn. Ok, đi. Ok. Rồi đi Huy ơi, nhanh. Đi nè. Bây giờ mình phải đi ra cổng trường nha. Như Timmy đang quét cổng trường đúng không ta? Không, hình như bả đang quét lớp á. Không, sao nhưng thì bả ra thì bà vẫn ra cổng trường mà. Bây giờ tôi có đứng trước cổng trường là tôi ăn xin là chắc chắn là bà sẽ thấy. Ok, cảm ơn Huy nha, đúng là bạn tốt. Đi. Rồi. Bây giờ nè, ông có cái rương không? Ông để cái rương ở đây nè, để tí nữa có đây, gì tôi bỏ cái rương. Đây là bờ luôn. Bây giờ ông đứng đó, ông giả bộ lắc đầu, ông giống như ông lạy, hiểu không? Đó, từ từ. Timmy ra, từ từ để tôi xem. Tôi coi. Chuẩn bị tinh thần chưa? Diễn action, 3, 2, 1. Ok, đây nè. Ta có cả cái khối kim cương nè. Trời ơi, ơi. Cho tôi một chút tiền để tôi mua heo. Cho tiền sống qua ngày đi mà. Trời ơi, mày sao mày diễn đẹp vậy Huy? Trời ơi, ta nhìn bác tội quá à. Chắc là con thì bữa nay buổi sáng con chỉ có được có mỗi một khối kim cương để ăn sáng à, cho nên con cho bác nè. Ai con bỏ cho bác nè. Con thật là một đứa, con thật là một đứa nhóc dũng cả. Con thật là một đứa gọi là có lòng tốt bụng, tốt bụng. Dạ thì cũng bình thường mà bác, có khối kim cương hay có nhiều đâu. Chắc chắn sau này sẽ rất nhiều người sẽ ban phước cho con. Nói chung là sau này con sẽ được hạnh phúc. Nhìn bác cũng tội quá bác tội lắm con. Con còn gì không, con cho bác nè. Ở đây, đúng rồi. Thôi chắc là con 64 cục kim cương nè, bác giữ đi rồi ăn. 64 cục kim cương. Oh my god. Bác cảm ơn. Bác cảm ơn con nha. Con còn hạnh phúc hơn. Con còn tương lai con sẽ hạnh phúc hơn ngày nữa. Thôi bác đi nha, trời tạm biệt con á. Bye bye bạn. Gì vậy? Bye bye. Cái gì vậy Huy? Trời ơi, sao tiên sao nó con gái mà nó giàu quá vậy? Ai biết được, trời rít cái thân. Nó còn rít cái thân tôi nó, trời ơi, nhìn nè, 64 nè. Trời ơi. Tin ra là khối kim cương đó là tao phải để dành bỏ vô heo đất tiết kiệm mấy tháng trời luôn đó. Bây giờ mày còn cách nào khác không? Chỉ tao đi. Cách này không ổn rồi, không ổn rồi. Cái này chắc chắn sẽ được. Ok, vậy. Nếu không được thì còn cái sau.
Ok ok. Lộn nhà rồi, nhau đi. Lộn nhà, lộn nhà, lộn nhà. Quên 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 quên. Vô. Rồi rồi, bây giờ đi lên lầu đi. Ok, đi đi đi. Đi lên lầu đi. Ôi ơi ơi, bây giờ còn cách nào không? Mày chỉ tao chứ, thấy cách này nó không ổn rồi. Mình thấy mình làm như vậy thì nó hơi giả tạo quá. Tao không thích cái kiểu đó đâu. Bây giờ mày còn cách nào khác không? Theo tao đoán thì còn một cách cuối cùng và cách này chắc chắn sẽ được luôn. Tao nói thật mày luôn á. Ok ok. Nè, bây giờ mày kêu Timmy về về phòng. À, gì mày nói vậy, gì vậy? Lộn. Đó, bây giờ là mày sẽ mày biết mấy cái phim Hàn Quốc người ta tỏ tình bằng thư không? Đó. À, biết. Đó, mấy cái kiểu mà tỏ tình trên mạng, cái kiểu nó nhảm nhí lắm, mà tỏ tình bằng thư nó mới kiểu chân thật, hiểu không? À. Mày phải biết một cái, mày có học giỏi văn không? Có, trời ơi, tao giỏi văn lắm, thể học văn được 3 điểm giỏi luôn á. Giỏi văn thì quá ngon luôn rồi. Bây giờ là mày phải viết một cái đoạn thơ, kiểu thơ, phải thơ mà một đoạn văn, một đoạn văn tình cảm và cái kiểu đó. Rồi tỏ tình. À ok, rồi. Thì hiểu. Hả, à, ok vậy. Trời ơi, gì chứ viết thư là quá đơn giản, để tao đi học được 3 điểm luôn. Thời đó đi, tao viết văn được 3 điểm luôn. Mày tính là 3 điểm cao hả? Ừ, cao à, đối với tao là cao rồi, hơn 2 điểm là cao rồi. Nói chung sao bây giờ là mày cứ viết văn đi, mày cứ viết thư cái kiểu này. Okay, rồi đưa cho mày tỏ tình đó. Là bây giờ tao sẽ viết nha. Ok. Ôi ơi, lại đi học trễ nữa trời. Cái này đó, trời ơi. Sao mày lúc nào cũng đi học trễ nhau vậy? Nhưng mà khoan, từ im. Lỡ mà ông thầy ông vào lớp rồi là chết á. Từ từ, phải đi rón rén nha. Từ từ, bình tĩnh. Ui. Ờ, cái này là phòng thầy hiệu trưởng này đúng không? Ủa, thầy hiệu trưởng cũng đi đâu mất tiêu rồi. Hình như là bữa nay mấy thầy cô đi đâu rồi. Ui, con nhỏ kia. Timmy kìa. À, ủa Timmy ngồi cái bàn đó hả? Ờ đúng rồi, hình như ngồi cái bàn đó đó. Ok ok. Rồi biết rồi, từ từ, phải từ từ, mình phải đợi. Mình phải đợi cho Timmy đi đâu cái đã chứ. Chẳng lẽ giờ mình vô mình để thư vậy kỳ lắm. Từ từ đứng đây đợi Timmy đi đâu đi. Hợp lý. Ôi đi kìa. Mọi người chưa tới ta. Ui núp. À hình như là bà ra canteen mua đồ ăn hay gì hết. Ok, để từ. Mình tôi bỏ cái này nè. Chết tôi rồi. Vậy. Bị tao tháo rượt rồi, giờ tôi chạy nha. Ồ trời ơi, sáng sớm ăn gì giờ bị tao tháo rượt. Đi. Ok thôi, cãi đi. Một mình thôi cũng được rồi, đâu cần Huy đâu đúng không? Tại mình tỏ tình mà đâu phải Huy đâu. Ok, mình sẽ bỏ thư tỏ tình về đây. Đó, ok rồi. Bây giờ mình sẽ đi đâu về đây? Đứng đây mình đợi Timmy về. Ok, đứng đây đợi thôi. Ôi trời ơi, lâu vậy ta. Timmy đi đâu nãy giờ? Ủa mà còn Huy đó, thằng Huy đi đâu? Ủa ai à? Ủa cái này. Ủa, nút chặn hả? Ủa? Ai gửi mình cái quà trong trên cái bàn mình vậy? Ôi khoan bạn ơi, khoan bạn ơi. Ủa bạn ơi. Cái bàn. Ủa cái bàn này là bàn của bạn hả? À bàn của tôi là bạn. Chết rồi. Ủa cái này cái bàn của mày bạn. Làm rồi. À, cái gì? Chết. Gửi. Đừng đọc. Gửi người con gái xinh đẹp trong lòng anh. Cái gì đây? N... Từ ngày đầu gặp em, anh đã bồi hồi xa xuyến. Con tim đã gặp em. Anh muốn chúng ta có thêm cơ hội với nhau, trò chuyện với nhau. Hãy đến ở bên cạnh em trong những mùa đông giá rét. Em nhé, anh thích em rất nhiều. Ký tên Phong Cận. Anh là Phong Cận nghe to đó. Không phải đâu. Đừng ghét tôi. Đừng. Không phải tôi. Tôi không có gửi. Tôi không có gửi cho nước đâu rồi. Ok thôi mọi người ơi, chết mình rồi, mình tỏ tình thất bại rồi. Ok thì nếu các bạn nào mà thích mình làm cái series học đường này á, thì anh em đừng quên like, share, subscribe ủng hộ cho mình nha. Đừng quên qua kênh của Timmy với lại Huy Nút đi subscribe ủng hộ cho mọi người nha. Ok thôi, mình phải trốn tránh con nước chảy này. Đây đi ra trời.